à về danh hỏi bài minh chỉ trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay về danh xin chào tất cả các con cô rất vui khi được gặp lại các con trong video bài học của cô ngày hôm nay và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong bài học tiếp theo các con nhé bài học mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập có tên là bảng nhân bảy Bây giờ các con hãy cùng dở sách vở bài tập toán lớp 3 tập 1 bộ sách chân trời sáng tạo của mình ra và chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập ngày hôm nay. Bài tập đầu tiên đầu bài yêu cầu chúng ta viết các kết quả ở dạng bài tập này thì các con chú ý giúp cô nhé. Các bài tập trong bài học ngày hôm nay thì nó cũng tương tự như là các bài tập mà các con đã làm ở Trong khi chúng ta học bảng nhân 3 này, bảng nhân 4 hay là bảng nhân 6 Thì phần bài tập ở trong bài học này thì nó cũng tương tự như vậy thôi Chỉ có điều đây là các phép tính mà chúng ta sẽ thực hiện uh, để nhân với 7 đúng không nào? rồi thế thì để làm bài tập này thì các con biết rồi chúng ta sẽ cần phải học thuộc bảng nhân 7 đúng không có bạn nào mà chưa thuộc bảng nhân 7 thì đây cũng là cơ hội để các con ôn tập lại nhé và nếu như các con chưa thực sự thuộc thì các con hãy uh, chịu khó và chăm chỉ hơn chúng ta hãy đọc lặp đi lặp lại nhiều lần bảng nhân 7 thực ra thì không phải quá nhiều lần đâu bởi vì trên thực tế thì các con thì nhớ bài rất là tốt đúng không nào nên chỉ cần đọc từ 3 đến 5 lần thôi là các con đã học thuộc bảng nhân 7 vào trong đầu rồi và dù chúng ta gặp bất kỳ phép tính nào với số 7 chúng ta cũng sẽ đều làm được một cách dễ dàng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập này nhé. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35. Các con cũng phát hiện ra được quy luật đúng không nào? 7 cộng 7 bằng 14 này. 14 cộng 7 bằng 21 này, 21 cộng 7 bằng 28, 28 cộng 7 bằng 35. Như vậy thì ở các phép nhân tiếp theo thì nó sẽ hơn kết quả ở phép nhân đằng trước là 7 đơn vị, các con nhớ nhé. 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên rồi. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập tiếp theo, phần thực hành bằng bàn tay. Phần này thì rất là quen thuộc với các con rồi Chúng ta sẽ cùng quy ước mỗi ngón tay ở đây là 7 đơn vị nhé Và chúng ta cũng sẽ học lại phép nhân nhé Ở đây cũng là cách để cho các con thì học phép nhân được dễ dàng hơn này Khi mà chúng ta thực hành bằng bàn tay nữa Thì sẽ giúp cho các con thì càng nhớ bài đúng không nào Ở đây thì mỗi một ngón tay sẽ là cộng thêm 7 đơn vị nhé 7 cộng 7 bằng 14, 14 cộng 7 bằng 21 đúng không các con Đó cứ như thế Nhưng mà chúng ta sẽ thực hành bằng phép nhân nhé Uh, 7 x 1 bằng 7 đúng không nào 7 x 2 bằng 14 7 x 3 bằng 21 7 x 4 bằng 28 7 x 5 bằng 35 uh, Tương tự như vậy với các ngón tay khác Cho đến số 70 là cho đến phép tính 7 x 10 bằng 70 đúng không Như vậy thì cách này sẽ giúp cho các con thì uh, thích thú hơn trong việc học lại phép nhân đấy Nên là các con hãy chịu khó thực hành bằng hai bàn tay của mình để chúng ta thuộc bài nhé Rồi bài tập tiếp theo trong phần thực hành đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 7 à, Bài tập này thì cũng rất là quen thuộc rồi đúng không các con Hôm nay thì bạn nữ này thì không có đố như mọi lần Mọi lần bạn ấy hay hỏi là Ví dụ như trong bảng nhân 6 bạn ấy hỏi là 6 x 4 bằng bao nhiêu Nhưng mà ở đây thì bạn ấy nói trước kết quả này 42 bằng 7 nhân với mấy à, Thế thì để biết là 42 bằng 7 nhân với mấy Thì chúng ta lại nhớ lại bảng nhân 7 7 nhân mấy bằng 42 Rồi và ở đây có gợi ý bằng bàn tay này các con vừa mới thực hành ở bài tập trước đúng không nào? Ở đây có 6 ngón tay mà mỗi ngón tay là 7 đơn vị tức là 7 x 6 bằng 42 đúng không? Rồi như vậy chúng ta đã có kết quả ở đây rồi Thế thì tương tự với cách làm như thế này uh, Thì các con hãy cùng thực hành với các bạn của mình nhé Các con hãy đố các bạn của mình bằng cách phép tính khác nhau Ví dụ như là Ờ, uh, trong bảng nhân 7 có những kết quả là gì nhỉ? À, uh, 7 này, 14 này, 21 này đúng không? Ví dụ như là 7 bằng 7 nhân mấy Hay là 21 thì bằng 7 nhân với mấy Đúng không nào ờ, Rồi ví dụ như là 28 thì bằng 7 nhân với mấy Đó các con hãy nhớ kết quả trước Nhớ kết quả của phép nhân trước Thì các con Cũng sẽ dễ dàng đưa ra các câu hỏi để đố các bạn đúng không Rồi Thế thì phần này các con hãy cùng tự Thực hành cùng với các bạn và chúng ta sẽ cùng chuyển sang Bài tập tiếp theo Bài tập tiếp theo cho phần luyện tập này Trang số 3 ở... Đó bạn yêu cầu chúng ta tính nhẩm Tính nhẩm thì hầu hết ở đây đều là phép nhân với số 7 mà trong các bài tập trước thì các con đã thực hành nhiều rồi đúng không nào? Thì chắc chắn là các con đã thuộc bảng nhân 7 rồi. Ờ, nên ở đây thì đầu bài có sắp xếp lộn xộn các phép tính một chút thì các con hãy nhớ lại và chúng ta sẽ đến kết quả vào đây nhé. 7 x 2 bằng 14, 7 x 4 bằng 28, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 5 bằng 35. 7 x 9 bằng 63, 7 x 8 bằng 56, 7 x 3 bằng 21, 7 x 0 bằng 0, 7 x 10 bằng 70. Rồi. Vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành xong bài tập này rồi đấy. Chuyển sang bài tập tiếp theo, bài tập này cũng rất là đơn giản thôi các con ạ. Bài tập trang 63 điền số và dấu chấm ở trong bảng này. Chúng ta cùng tìm ra quy luật nhé. Ở đây là số tuần và đây là số ngày. Tức là gì? Đây là một tuần này. Một tuần thì có mấy ngày các con? Một tuần thì có 7 ngày. 2 tuần thì có bao nhiêu ngày? 1 tuần có 7 ngày, 2 tuần thì lấy 7 x 2 bằng 14 Tức là có 14 ngày đúng không? Thế hỏi 5 tuần thì có bao nhiêu ngày? 1 tuần thì có 7 ngày rồi Thế 5 tuần thì có bao nhiêu ngày? Chúng ta lấy 7 nhân với 5 đúng không nào? Kết quả bằng 35 Tiếp theo 7 tuần thì bằng bao nhiêu ngày? Thì chúng ta lại lấy 7 7 x 7 bằng 49 và 10 tuần thì có bao nhiêu ngày thì chúng ta lại lấy 7 x 10 bằng 70 Vì một tuần thì có 7 ngày 10 tuần thì có bao nhiêu ngày thì chúng ta thực hiện phép nhân lần lượt là được đúng không nào Phần bài tập này cũng đã xong rồi Bạn nào mà cảm thấy chưa chắc chắn thì chúng ta có thể luyện tập lại nhé Luyện tập lại từ đầu nhé Các con cứ nói lặp đi lặp lại nhiều lần Cách giải bài tập này thì các con cũng sẽ nhớ quy luật của uh, về cách làm bài thôi Chuyển sang bài tập tiếp theo Trang 63. Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe 2 bánh. Số xe 3 bánh gấp 3 lần số xe 2 bánh. Hỏi khu vui chơi đó có bao nhiêu xe 3 bánh? À mà tập này thì đơn giản chỉ cần các con suy nghĩ một chút là được đúng không nào? Thứ nhất là khu vui chơi này thì có 7 xe 2 bánh rồi. Chúng ta có số 7 rồi đúng không? Và... Không phải chỉ có xe hai bánh mà còn có cả xe ba bánh nữa Xe hai bánh thì có 7 xe Còn xe ba bánh thì chưa biết là có bao nhiêu xe Chỉ biết là xe ba bánh này thì gấp 3 lần Gấp 3 lần số xe hai bánh Bình thường thì ví dụ như nhiều hơn này Nhiều hơn bao nhiêu thì các con sẽ nghĩ ngay đến phép cộng Ít hơn bao nhiêu thì các con sẽ nghĩ đến phép trừ Đúng không nào? Hay là nếu mà có cái từ chia đều á, chia đều, thì chúng ta sẽ biết ngay đấy là phép chia. Rồi, thế thì ở đây hỏi là gấp 3 lần, gấp 3 lần. Rồi, số xe 3 bánh thì gấp 3 lần, số xe 2 bánh. Hỏi là có bao nhiêu xe 3 bánh thì chúng ta sẽ làm phép tính gì? À, ở đây chúng ta đang học về bảng nhân đúng không? Gấp 3 lần, Rồi, hay là gấp 2 lần, hay là gấp 5 lần, gấp 7 lần, gấp 10 lần thì tất cả cái này chúng ta hiểu là để tính được là gấp bao nhiêu gấp 3 lần là bao nhiêu thì chúng ta cần phải thực hiện một phép tính đó là phép tính nhân các con ạ. Ở đây thì số xe hai bánh là 7, số xe 3 bánh thì gấp 3 lần số xe hai bánh thì chúng ta sẽ phải lấy à lấy 7 nhân 3 đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ giải bài tập này nhá. Khu vui chơi có số xe 3 bánh là chúng ta lấy 7, 7 là số xe hai bánh gấp 3 lần đúng không? Xe 3 bánh gấp 3 lần nên chúng ta sẽ lấy 7 x 3 kết quả bằng 21 xe. Như vậy chúng ta có đáp án bằng 21 xe 3 bánh. Đây cũng là bài tập cuối cùng trong bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Thì các con thấy là các dạng bài tập thực ra thì đều rất là dễ làm đúng không nào? Quan trọng là chúng ta học thuộc phép nhân với số 7. Đó và chúng ta suy nghĩ hay là tư duy một chút thôi là các con sẽ tìm ra quy luật để làm bài tập rồi. Và đến đây cô xin được kết thúc video bài học của chúng ta. Cô mong rằng video này sẽ có hữu ích với các con và giúp cho các con đạt được nhiều kết quả học tập tốt hơn ở trường nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong các video bài học lần sau. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách